Chào mọi người, hôm nay mình sẽ nói về OOP. Mình đã hứa nói về cái chủ đề này từ khá lâu rồi, cách đây cũng phải tầm 2 tuần. Nhưng mà mình đang nghỉ hè cho nên là cũng hơi bận đi chơi. Ở Na Uy thì mình được nghỉ 1 năm, mình được nghỉ cả lễ phép tới phải tầm 40 ngày. Cho nên là hè thường là đi chơi khá là nhiều. Nói về Bây giờ mình sẽ đi luôn vào chủ đề chính, đó là OOP. Thì chắc là mọi người đều biết OOP là gì. Các bạn nào đã học làm phần mềm thì chắc đều phải học qua môn lập trình hướng đối tượng OOP. Thì mình thấy có rất là nhiều bạn học và kêu nó khó. Thì thực ra các bạn có biết tại sao mà nó khó không? Đó là vì nó là cái môn mà những cái kiến thức mà nó dùng để những cái vấn đề mà nó giải quyết đó, là những cái vấn đề mà khi các bạn học thì các bạn chưa có kinh nghiệm. Thông thường thì khi các bạn học tới cái môn OOP thì lúc đó các bạn cũng chỉ mới có kinh nghiệm. Những cái gì các bạn trải qua đó là làm những cái phần mềm nho nhỏ, những phần mềm về phương trình bậc hai, hoặc là cao hơn một tí thì làm những cái bài tìm kiếm nén dữ liệu, hoặc là sắp xếp tìm đường đi cho con ngựa, hoặc là sắp xếp tám con hậu ở trên bàn cờ, vân vân. Thì đó là những cái bài toán mà so với trình độ của sinh viên thì vào năm 1, năm 2 thì có thể là các bạn mới khó, nhưng mà thực ra nó không có đủ quy mô lớn để các bạn có thể thấy rất là nhiều vấn đề xảy ra trong các cái ứng dụng thực tế. Các bạn trong một cái chương trình của bạn có thể có 5, 10, 20 biến 5, 10, 20 cái hàm. Cho nên các bạn không có vấn đề gì, các bạn quản lý các cái chương trình như vậy rất là đơn giản, không có vấn đề gì hết. OOP nó được sinh ra để giải quyết những cái bài toán phức tạp hơn rất là nhiều. Nếu khi các bạn học mà các bạn chưa có đủ cái kinh nghiệm thực tế, các bạn chưa có đủ va chạm, thì các bạn chưa nhìn thấy những cái vấn đề, các bạn chưa có gặp được nhiều vấn đề, cho nên các bạn không có cái mong muốn, các bạn không không biết, các bạn không có cái nhu cầu tìm ra cái giải pháp cho các cái vấn đề bạn gặp. Các bạn thử tưởng tượng nếu các bạn phải phải làm một cái bài toán mà có 1.000 biến, 500.000 cái function, cái hàm, thì khi đó cái quy mô, cái độ sự phức tạp của cái chương trình nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Và với những cái cách lập trình trước đây thì rất là khó để có thể tổ chức được một cái chương trình sao cho các bạn có thể bảo trì nó một cách dễ dàng. Trước khi đi vào nội dung chính thì mình cũng muốn ghi chú một chút, đó là cái nội dung mình đang chuẩn bị nói nó sẽ không phải là một cái video nói về OOP từ đầu, cho nên nếu như các bạn chưa biết gì, hoàn toàn không biết gì về nó, thì đây đây không phải là một cái nội dung dành cho bạn. Đây là một cái video mà sẽ dành cho những bạn nào đã học rồi nhưng mà cảm thấy khó hiểu, hoặc những bạn nào hiểu rồi nhưng muốn biết sâu hơn. Hoặc ví dụ như là chúng ta áp dụng nó như thế nào trong các bài toán thực tế, từ một cái đầu vào thì làm sao để chúng ta có được những cái lớp, các interface, vân vân và vân vân. Thì nếu như bạn nào chưa học á, thì các bạn có thể tìm một cuốn sách, các bạn có thể tìm một cuốn sách về OOP, các bạn nên đọc sơ qua một lượt, rồi các bạn quay lại và các bạn mà
làm các cái ví dụ, các cái bài tập của nó, vân vân và vân vân. Khi nào mà các bạn đã nhớ được đó là trong OOP có cái gì, cái gì rồi á, thì các bạn có thể xem cái video này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bốn cái tính chất chính trong OOP. Thứ nhất là đóng gói, thừa kế, đa hình và trừu tượng. À, thì ta đi vào tính chất thứ nhất, đó là đóng gói. Trong đóng gói thì chúng ta nó sẽ cho đóng gói nó sẽ cho phép chúng ta đặt ra các cái quy định về các cái giới hạn về cái quyền truy cập. Thì thông thường nó sẽ có ba cái giới hạn chính quan trọng nhất mà tất cả các ngôn ngữ lập trình hướng lý tưởng đều có. Ba cái cấp độ này nó như thế nào thì chắc ai cũng biết rồi. Cấp độ này thì nó là một cái các cái thành phần mà nó nằm ở cái cấp độ public thì các bạn hoàn toàn có thể truy cập vào từ bất kỳ đâu, bởi bất kỳ ai, không có bất kỳ giới hạn nào trong đó. Nếu các bạn đặt ở cấp độ này thì có nghĩa là chỉ có những cái lớp con thừa kế từ cái lớp chính, từ từ cái lớp mà chứa cái thành phần được khai báo có thể truy cập vào được. Thứ ba là private, chỉ có những thành phần nào thuộc ngay cái lớp đó, trong cùng cái lớp đó thì mới truy cập vào được các thành phần private. Ví dụ như là gán giá trị hoặc là đọc các giá trị cho các biến private hoặc là gọi các cái hàm. Thì cái tính đóng gói này nó giúp cho chúng ta kiểm soát được ai và cái gì thì được 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 expose, được cho phép những cái thành phần bên ngoài được truy cập vào. Mình cũng không tìm được cái từ nào mà nó phù hợp. Nó khi khi vì sao các bạn phải kiểm soát cái việc truy cập này? Khi các bạn kiểm soát cái việc truy cập này, các bạn sẽ giúp cho giảm bớt các cái lỗi sai vì cái việc truy cập không đúng từ phía bên ngoài. Các bạn cũng sẽ giúp cho những cái người mà dùng cái lớp của các bạn, người ta dễ dàng hơn khi khi người ta truy cập vào, người ta không cần phải quan tâm đến những cái thành phần nào bên trong, người ta không cần phải biết bên trong cái lớp của bạn các bạn làm gì. Nếu như cái lớp của bạn là một cái lớp rất là phức tạp, nó để mà nó hoạt động được á, thì nó cần phải có tới cả trăm cái biến bên trong, trăm cái hàm bên trong nữa. Thì nếu như nó không thể nào phân cấp được như thế này ấy, thì bất kỳ ai khi đọc cái lớp của các bạn để sử dụng ấy, thì họ đều phải tìm hiểu xem ấy, là trong 101 cái lớp, trong 101 cái function mà bạn cung cấp đó, thì cái nào là cái bạn là cái cần cần dùng. Trong khi đó bạn hoàn toàn có thể giấu nó đi, chỉ duy nhất một cái mà các bạn cung cấp, một cái function mà các bạn cung cấp là được đưa ra ngoài, và những người dùng các lớp của các bạn sẽ rất là dễ dàng, người ta sẽ học rất là dễ dàng, và nó lại còn và nó lại giúp tránh các cái lỗi sai nữa. Cái tính đóng gói này á, nó không có liên quan gì về việc bảo mật. Mình có đọc được đó là ở đâu đó là
tính đóng gói thì nó phục vụ cho việc bảo mật, thì cái này hoàn toàn không đúng. Bởi vì các bạn biết là ở đây mình cũng phải nói rõ luôn cái khái niệm bảo mật ở đây là gì. Bảo mật theo theo ý của mình đó là cái, những cái công việc nào để tránh cho một cái sự xâm phạm từ bên ngoài một cách có chủ ý. Và để làm được cái việc đó thì chúng ta phải có những cái kỹ thuật chẳng hạn như là mã hóa. Ví dụ như là chúng ta phải phải mã hóa, chúng ta phải làm những cái phương thức gì đó. Để tránh cho khi người ta, dù cho người ta có muốn, người ta cũng không thể nào người ta lọc được. Thì cái đó mới gọi là bảo mật. Còn OOP nó là một cái khái niệm, trong ngôn ngữ bậc cao. Nó phục vụ cho việc viết chương trình. Nó chỉ có ý nghĩa khi nó còn là mã nguồn thôi. Sau khi nó đã được dịch ra rồi thì không còn khái niệm OOP nữa. Các bạn có thể xem một cái ví dụ. Ở đây mình có sẵn một cái ví dụ. Đây là một cái chương trình rất là đơn giản, viết bằng ngôn ngữ C cộng cộng. Và bên phải của nó là mã assembly đã được dịch ra. Nếu các bạn chưa biết assembly là gì thì nó sẽ là một cái ngôn ngữ tương đương với ngôn ngữ máy, nhưng mà các cái lệnh của nó sẽ đơn giản hơn. Các cái lệnh assembly ấy, thì nó giúp cho nó dễ dàng để nhớ hơn, và nó từ đó thì mình dễ viết, dễ đọc, dễ hiểu hơn. Có nhiều bạn thì khi học cái môn assembly này thì cũng kêu nó khó. Thì thực ra nếu các bạn chịu khó thực hành thì các bạn sẽ một lúc nào đó các bạn sẽ hiểu ra, và các bạn sẽ thấy nó rất là dễ, và mọi thứ nó sẽ rất là đơn giản. Nhưng mà ở đây mục đích của chúng ta không phải là học assembly. Mục đích của chúng ta ở đây là để xem thử một cái chương trình C++ khi được dịch ra nó như thế nào. Và ở đây chúng ta có một cái biến biến n. Biến n này á, nó chỉ được phép truy cập từ các cái hàm bên trong, từ các cái hàm bên trong n mà thôi. Ví dụ như ở đây là một câu lệnh hợp lệ, nhưng nếu các bạn thử viết n chấm n bằng 5. Sorry, mình đang dùng cái bàn phím nó uy cho nên là cái chữ nó nhảy hơi khác. Ví dụ như đây thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có một nó sinh ra một cái lỗi, và chắc chắn là cái lỗi này chắc chắn là lý do là bạn không truy cập vào n được, là vì nó là một thành phần private, nó có hiện cái câu lệnh ở đây luôn. Các bạn có thể đổi nó thành public và không còn lỗi đó nữa. Nhưng bây giờ mình xóa thử cái câu này đi. Rồi bây giờ mình sẽ thử sửa chữ public này thành chữ private, và các bạn sẽ thấy cái mã assembly sau khi dịch ra hoàn toàn không có gì thay đổi hết. Các bạn có thể so sánh. Các bạn có thể so sánh tiếp. Các bạn sẽ thấy cái code assembly bên phải nó hoàn toàn giống nhau. Vì sao? Đơn giản là vì các cái khái niệm trong OOP ấy, nó hoàn toàn vô nghĩa khi sau khi đã được dịch ra mã assembly hoặc mã máy. Bởi vì nó chỉ là một cái khái niệm ở trong cái ngôn ngữ bậc cao, ví dụ như C cộng cộng trong cái trường hợp này mà thôi. Nó không, sau khi được dịch ra thì nó vẫn ra những cái lệnh y chang nhau,
và chúng nếu chúng ta có thể truy cập vào được một cái biến public sau khi nó đã được dịch ra, nếu chúng ta có thể truy cập vào một cái biến public thì các bạn cũng hoàn toàn có thể truy cập vào nó nếu như bạn sửa ở trong mảng nguồn thành private. À, hoàn toàn không có không bảo mật hơn một tí nào hết. Cho nên khi nói nó là một cái tính năng được phục vụ cho bảo mật thì cái đó hoàn toàn sai. Nếu nói về bảo mật thì người ta phải làm sao để cho chúng ta không khi nhìn vào mã nguồn các bạn sẽ không thể biết được biến N nằm ở đâu. Hoặc là các cái phép dán như thế này người ta sẽ phải mã hóa nó lại để nó thành những cái câu lệnh phức tạp hơn rất là nhiều. Bây giờ thì nó ít phổ biến rồi, nhưng ngày xưa khi mà thời người ta virus máy tính còn phát triển ấy, nếu mà các bạn xem qua mã nguồn của nó các bạn sẽ thấy được có nhiều cái kỹ thuật người ta dùng để bảo vệ các cái code sau khi đã được dịch ra. Ví dụ như các cái biến N này người ta có thể làm để cho nó lúc thì nó nằm ở vị trí này nhưng lúc thì nó lại nằm ở một vị trí khác. Các cái lệnh gán nó sẽ không có đơn giản như thế này. Ví dụ như người ta sẽ không phải gán một cái biến ở địa chỉ thứ 5 vào trong, người ta sẽ không gán một cái biến ví dụ như địa chỉ 5 bằng giá trị là 10, mà người ta sẽ gán, người ta sẽ đổi nó thành là một cái biến ở địa chỉ là 10 cộng 10 chia 2 cộng 15 trừ 10 trừ 5 ví dụ như vậy thì nó vẫn là ra 5, nhưng mà cái câu lệnh sau khi dịch ra nó sẽ rất là phức tạp. Rồi giá trị người ta muốn gán là 10 thì người ta không viết là 10 mà người ta viết đó là 2 2 mũ 2 rồi lại nhân 2 rồi là cộng 8 rồi trừ 6 ví dụ như vậy. Thì khi khi nó đã dịch ra mã assembly, khi nó được dịch ra mã máy ấy, thì cái việc đọc ngược lại nó rất là khó. Thì những cái đó thì nó mới tạm coi là bảo mật. Còn các cái khái niệm ở trong 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 OOP thì không có cái gì liên quan đến bảo mật hết. Các cái tính đóng gói này có một cái ví dụ rất là đơn giản, đó là cái ổ cắm điện. Cái ổ cắm điện. Các bạn biết tại sao mà cái ổ cắm điện ấy, nó lại phải có cái vỏ? Cái vỏ nó không phải dùng cho bảo mật, cái vỏ là để bảo vệ cho cái việc dùng sai, để tránh cho những cái người dùng nó không có thò tay vào bên trong, không có chạm vào những cái vị trí nguy hiểm. Từ đó thì khi mà mình nếu mà mình là một cái người làm ra cái ổ cắm điện thì mình cũng không muốn cái người sử dụng của mình là bị điện giật. Mình phải làm ra một cái vỏ đó nó giúp che giấu đi những cái thành phần bên trong, những cái thành phần mà người dùng sẽ không bao giờ cần phải quan tâm đến. Nó không giúp cho bảo mật, bởi vì nếu người ta muốn người ta hoàn toàn có thể dễ dàng mở config trong đây ra, hoặc là thậm chí là người ta có thể lấy búa người ta đập ra để người ta xem bên trong có cái gì. Nhưng nếu người ta sử dụng một cách bình thường thì người ta sẽ an toàn trước cái ổ cắm điện này. Đó là đây là một cái ví dụ cho tính đóng gói. Vậy thì khi nào thì mình nên dùng cái nào? Khi các bạn làm ra một cái ổ cắm điện, tất nhiên các bạn sẽ muốn giấu đi những cái thành phần nguy hiểm bên trong càng nhiều càng tốt, chỉ đưa ra những cái gì cần thiết nhất mà chắc chắn là người dùng sẽ cần đến. Tương tự như vậy thì với các cái class của các bạn, thì nếu như cái thành phần đó chắc chắn sẽ không có ai dùng thì bên từ bên ngoài,
thì các bạn đừng để nó là public. Nếu như không có ai dùng nó từ các lớp thừa kế thì đừng để nó là protected. Nếu và hay hay nói cách khác ấy, là private là ưu tiên hàng đầu. À, các bạn không biết đặt nó là cái gì thì đặt nó là private. À, trừ khi nào có một cái lớp con thừa kế từ cái lớp của các bạn nó muốn truy cập vào thì các bạn mới để cho nó là protected. Còn nếu còn chỉ có cái thành phần nào mà các bạn muốn, các bạn biết chắc chắn, các bạn chắc chắn là người dùng sẽ cần đến thì mới để nó ra là public. Nôm na là như vậy ha. À, không có gì phức tạp hết. Cái tính chất thứ hai là tính chất thừa kế. Chữ mình xấu quá, mình đang muốn học viết chữ đẹp đó nhưng mà không biết là, nhưng mà thôi từ từ, chắc là để làm YouTuber cái đó. Các bạn có biết chỗ nào, cái tài liệu nào để mà dạy học và viết chữ đẹp thì gửi cho mình. Hy vọng là hôm hôm sau các cái clip sau này chữ dễ đọc hơn. Thừa kế cho phép chúng ta khai báo các cái class mới, thừa kế lại từ một cái class cha. Ở trong các cái lớp, các cái class con thì nó sẽ có tất cả những thành phần mà class cha có. Đó là cái tính chất thừa kế cực kỳ đơn giản và dễ hiểu. Mình cũng không không hiểu là tại sao các bạn học OOP lại thấy nó khó như vậy. Đóng gói thì đóng gói, thừa kế là thừa kế, nó có cái gì đâu mà có cái gì đâu mà kêu là nó khó. Rất là vô lý hả? Khi nào thì chúng ta dùng thừa kế? Thừa kế nó mang lại lợi ích gì? Một cái lợi ích dễ thấy nhất đó là chúng ta không không phải chúng ta có thể làm tận dụng lại những cái mà chúng ta đã, những cái lớp mà chúng ta đã có. À, khi chúng ta muốn mở rộng thêm ra, chúng ta chỉ việc tận dụng lại những cái đã có. Chúng ta có thể nghĩ ngay rằng là đỡ phải viết code. Nhưng thật ra cái chuyện đỡ phải viết code đó, nó không phải là cái mục đích chính. Bởi vì các bạn muốn viết code lại thì các bạn chỉ cần copy và dán một cái là nó ra thôi. Cái lợi ích của nó là nó cho phép bạn mở rộng chức năng của những cái đã có. À, không có thừa kế các bạn không có cách nào để mở rộng chức năng của một cái đã có. Các bạn phải hiểu ý nghĩa của việc thừa kế đó là các bạn có thể thêm vào những cái mới cho một cái cũ, cho một cái đã có, hơn hơn là tạo một cái mới mà đỡ phải gõ lại các cái code có trong cái class cũ. Ừ. Thật ra bốn cái tính chất trong 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 OOP ấy, sẽ rất là khó để mà nhìn thấy được cái lợi ích của nó nếu như các bạn đặt riêng từng cái tính chất riêng ra. Thì nếu các bạn đặt riêng từng cái ra thì sẽ rất là khó để nhìn thấy được cái lợi ích của nó. Cho nên là khi mà chúng ta học OP ấy, thì mình trước đây mình có một cái bài viết về cái này rồi. Khi mà các bạn học thì đừng có cố hiểu từng cái một, từng cái một, từng cái một. Các bạn hãy đọc hết tất cả các cái tính chất của nó. Nếu mà các bạn vẫn không hiểu, các bạn lại đọc hết lại một lần nữa. Cứ đọc hết như vậy rồi
làm thử một cái chương trình ứng dụng nó thử xem, đừng có cố ngồi đọc cho đến khi nào mình hiểu cái đóng gói rồi thì mới bắt đầu sang thừa kế. Đó là cái cách học sai, vì vì khi khi đó các bạn chỉ nhìn thấy được từng cái cây thôi, các bạn không thấy được ngồi được, các bạn không thấy được cả khu rừng. Thì khi mà nói sang những cái phần sau, ví dụ như là phần trừu tượng hoặc là phần trừu tượng hoặc là phần phần tự nhiên, quên mất rồi, thừa kế đóng gói trừu tượng và đa hình. Khi mà nói đến cái phần trừu tượng và đa hình thì chúng ta sẽ thấy nếu không có thừa kế thì chúng ta cũng sẽ không có hai cái, không có hai cái tính chất đó luôn. Như vậy thì có phải rõ ràng là các cái tính chất này nó có mối quan hệ chặt chẽ với nhau không? Không có cái này thì cũng sẽ không có cái kia. Không chỉ nếu nếu chỉ có đóng gói và thừa kế mà không có đa hình, không có trừu tượng thì mình cũng không nhìn thấy được hết sức mạnh của nó. Nó cũng không có gì gọi là cải tiến vượt bậc hết. Vậy khi nào thì nên dùng thừa kế? Trong phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng thì nó có một cái quy tắc như thế này, đó là hãy tìm ra tất cả những cái chỗ nào mà các bạn có thể áp dụng thừa kế và áp dụng nó vào. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là dùng thừa kế bất kỳ khi nào bạn cảm thấy có thể. Chỗ này bạn có chỗ này bạn có một cái lớp, bạn có một cái lớp A, một cái lớp B. Bạn sẽ bạn sau khi tìm hiểu thì bạn thấy là cái lớp B này nó chính là cái lớp A cộng cộng cộng, tức là nó cộng thêm một cái tính năng mở rộng nữa. Vậy thì bạn nên thiết kế lớp B này là một lớp con của lớp A. Áp dụng nó vào. Đừng có lớp A có N rồi lớp B cũng có, rồi lại khai báo là N trong lớp B. Hoặc các bạn có lớp C và lớp D. Các bạn phải tìm ra được á, là xem C và D này nó có cái điểm chung nào hay không. Và cái điểm chung đó, cái điểm chung giữa C và D này nè, nó có thể hiện nó cũng là một cái thực thể không? Ví dụ như nó có thể là một cái thực, mình có thể mô tả nó bằng một cái danh từ hay không? Nó có thể là một cái danh từ trừu tượng, một cái gì đó trừu tượng. Cái đó nhưng nếu như nó có một cái điểm chung và cái điểm chung đó mình có thể mô tả nó bằng một cái danh từ chẳng hạn, thì có nghĩa là cái điểm chung đó có thể được tạo ra một lớp và cho C và D thừa kế từ cái lớp đó, thay vì các bạn phải duy trì hai cái thành phần giống nhau ở trong C và D, thay vì các bạn phải duy trì một cái thành phần giống như A ở trong B. Thì hãy cố gắng tìm ra và áp dụng thừa kế càng nhiều càng tốt. Các bạn có thể nghĩ là không, cái này nó cũng không có gì phức tạp lắm, thôi mình copy code từ C sang 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 D cũng được. Nhưng các bạn phải nghĩ rằng là nếu như sau này người ta sửa đổi một cái gì đó trong C trong đây, hoặc người ta thêm một cái gì đó vào đây, thì các bạn sẽ phải đi các bạn sửa cả ở đây nữa. Liệu
Nếu như lúc đó, nếu như cái thời điểm đó là 5 năm kể từ ngày hôm nay, thì liệu các bạn có nhớ được cái việc đó không? Không chắc. Kể cả đó có là code của bạn biết đi nữa. Nếu nếu bạn mà đã đi làm nhiều năm rồi, các bạn thử lục lại cái code cũ mà các bạn viết cách đây 3 năm, 5 năm, thử xem được các bạn nhớ được bao nhiêu phần trăm luôn đó. Thì các bạn sẽ hiểu ra thôi. Nếu các bạn học tốt nghiệp cấp nếu các bạn đã tốt nghiệp đại học rồi, bây giờ các bạn mở lại cái code cũ của năm 1, năm 2 các bạn viết, các bạn có nhận ra không? Mình không nghĩ là các bạn nhận ra. Rất là khó. Các bạn hầu hết sau 1 năm là các bạn sẽ quên. Tất cả mọi thứ mà người ta áp dụng trong cái công nghệ phần mềm, một trong những cái mục đích quan trọng nhất là người ta hướng đến là làm sao để tạo ra những cái chương trình mà các bạn có thể duy trì nó được trong 5 năm, 10 năm, các bạn có thể giảm thiểu cái chi phí để duy trì nó. Nếu sau này các bạn viết ra C và D xong rồi các bạn nghỉ việc, rồi một cái nhân viên mới vào thay thế nhận cái code này, thì các bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Nếu đây là code của một người khác viết, các bạn sẽ đặt câu hỏi tại sao cái này và cái này nó giống như nhau mà tại sao lại phải cứ mỗi lần sửa cái này rồi lại phải sang sửa cái này, lý do là tại sao? Cho nên quy tắc chúng ta dùng ở đây là áp dụng thừa kế bất kỳ khi nào các bạn có thể làm được. Đừng nghĩ các bạn đang làm một bài toán nhỏ, đừng nghĩ các bạn đang viết một cái bài tập nhỏ thì các bạn bỏ qua cũng được, không sao. Những cái đó nó sẽ tạo thành cái thói quen. Các bạn làm dần khi mà nó đã thành thói quen rồi á, thì một khi các bạn nhìn vào cái code nó không có đúng là các bạn sẽ thấy khó chịu và các bạn sẽ phải sửa, có cái nhu cầu sửa lại hoặc là theo đúng những cái quy tắc mà chúng ta đã học. Đơn giản là vì các bạn có thể nhìn thấy trước những cái vấn đề mà nó có thể xảy ra trong tương lai. Cái tính chất thứ ba là tính chất đa hình. Đa hình có lẽ là một trong những cái tính chất khó hiểu nhất của OOP. Thừa kế và thừa kế và đóng gói thì tương đối dễ hiểu. Mình có thể nói một cái mình có thể hiểu liền. Còn đa hình nó cho phép các bạn có thể gọi, nếu khi các bạn tái định nghĩa lại một cái thành phần ở lớp cha, tất nhiên là các bạn phải thừa kế thì các bạn mới có lớp cha và lớp con. Ví dụ như đây là lớp A, đây là lớp B, đây là lớp C. Thì khi các bạn tái định nghĩa lại một cái thành phần ở lớp A, lớp cha, tái định nghĩa lại ở đây, mình trong ngôn ngữ của OOP mình gọi nó là override. Khi mình tái định nghĩa lại một cái thành phần ở lớp cha, thì khi mình gọi nếu mình có một cái tham chiếu đến cái lớp cha đó, thì khi mình gọi nó sẽ tự động nó biết được lớp con, cái thực thể đó, cái instance đó đã tái định nghĩa lại, và nó sẽ tự động gọi đến cái phương thức đã được định nghĩa lại, đã được override lại, thay vì nó cứ gọi tới cái lớp con, tới lớp cha. Ở đây mình có một cái ví dụ, nói ra thì nó hơi phức tạp. Ở đây mình có một cái ví dụ. Đây.
Đây là một lớp, một cái ví dụ đơn giản này. Chúng ta có lớp animal. Và đây mình sẽ sửa nó lại thành là animal. Cảm ơn. Gõ vô hai chấm đó, nhưng trong cái bàn phím mình thì nó lại ra cái dấu lớn hơn. Mình phải cả đó. Fish. Như thế này để cho nó dễ nhìn, để mình biết được hay là nó được gọi từ đâu. Lớp dog và lớp fish thừa kế từ lớp animal. Chúng ta có hai đối tượng là dog và fish. Chúng ta có một cái biến A thuộc animal. Vì fish và dog là hai lớp thừa kế từ animal, cho nên A tức là animal, A là con trỏ đến animal này, hoàn toàn có thể trỏ đến dog và fish. Vì dog cũng chính là animal và fish cũng chính là animal. Khi mà các bạn thừa khi mà thừa nói về thừa kế thì các bạn có thể hiểu nôm na nó giống như thế này. Ở đây ta có cái lớp animal. Khi các bạn khai báo một cái lớp, ví dụ như đó, vì lớp đó nó là một cái lớp thừa kế từ animal, cho nên cái lớp đó thực ra nó chính là animal cộng thêm một cái phần mở rộng. Toàn bộ cái này ta gọi nó là cái đó. Tặng một cái phần mở rộng nào đó, thêm các cái chức năng mới hoặc là như thế nào đó. Thì nếu các bạn có một con trỏ D, các bạn trỏ đến cái biến dog này, thì có phải là cái phần đầu của dog này nó cũng chính là animal không? Và nếu các bạn có một con trỏ animal, các bạn có thể trỏ đến dog được không? Tất nhiên là được. Các bạn có thể trỏ đến dog y như biến biến D được không? Tất nhiên là được. Bởi vì thực chất khi đó nó trỏ đến cái phần này, và cái phần nó trỏ đến dog, nhưng mà vì cái phần đầu của dog chính là animal, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể gán biến a vào cho một cái dog instance, không có vấn đề gì hết. Chúng ta hoàn toàn có thể gọi ví dụ như là nếu a là một biến animal thì chúng ta có thể gọi a move, ví dụ như vậy. Không có vấn đề gì hết. Bởi vì thực chất cái hàm move đó nó vẫn nằm ở bên trong animal. Chúng ta có thể gọi dog đấy mua, tất nhiên hoàn toàn có thể được, bởi vì dog cũng chính là animal, nó cũng có move luôn. Animal cũng thì là animal và nó vẫn hoàn toàn có thể gọi đến move luôn. Nó gọi cả hai, nó đều gọi đến đây, nó đều gọi đến chính cái move này. Move nằm ở đây. Nhưng trong trường hợp đó, nó lại trong cái phần cộng cộng về của đó á, nó lại tái định nghĩa lại cái move, thì vấn đề gì sẽ xảy ra nếu các bạn gọi dog move? Thì tất nhiên, bởi vì các bạn đang dùng một cái biến, một cái con trỏ trỏ thế đó, cho nên khi các bạn khai báo dog là nó đã định nghĩa một cái move vào đây rồi, cho nên hiển nhiên nó sẽ biết đường để nó gọi tới đây. Nếu các bạn với câu lệnh này trong trường hợp này thì hiển nhiên nó sẽ gọi dog move. Nhưng
nếu các bạn gọi nhưng cùng cái thực thể đó đó, nếu các bạn gọi thông qua A, nên nhớ A có kiểu là animal. Khi các bạn gọi thông qua A đó thì các bạn sẽ gọi đến đâu? Các bạn sẽ gọi đến đến đây. Vẫn là cái move cũ, không phải là cái được tái định nghĩa bởi bởi đó. Các bạn sẽ thấy đây, trong ví dụ mình sẽ chạy luôn. Khi mình gọi nó thông qua đây, đó là một đối tượng thuộc kiểu đó, cho nên khi mình gọi A với đó thì đáng lẽ, bởi vì trong đó nó đã có cái hàm mưu mới, nhưng đáng lẽ nó sẽ phải gọi cái hàm mưu mới, nhưng mà vì mình gọi thông qua A là animal cho nên nó lại vẫn gọi tới mưu cũ, bởi vì thông qua animal thì nó chỉ biết tới cái mưu của animal thôi. Chúng ta sẽ chạy. Và các bạn sẽ thấy nó là moving moving. Nghĩa là nó chưa chạy đúng không? Và bây giờ mình chạy. Ở đây mình có một cái lớp là animal. Mình có các lớp dog thừa kế từ animal và fish thừa kế từ animal. Khi mình có một con trỏ A, nó sẽ trỏ vào dog và vào fish. Tuy nhiên vì nó là một con trỏ A, nên khi mình gọi dù cái đối tượng bên dưới thực chất là dog và fish, nhưng khi mình gọi thông qua con trỏ animal thì nó vẫn gọi đến cái move cũ. Mình bấm run. Nó sẽ ra animal moving và animal moving. Chính là cái này. Cả hai lời gọi nó đều gọi về cái animal moving hết. Chúng ta bởi vì mua bởi vì A thuộc lớp animal nên nó chỉ biết tới cái move của animal thôi, và nó dù cho cái phần phía sau animal này, cái phần mở rộng này của dog hoặc là fish, nó có cái hàm move mới thì animal nó cũng không A nó cũng không biết đến, và nó vẫn cứ gọi đến cái cũ. Bây giờ chúng ta sẽ thử thêm một cái sửa đổi vào. Đó là chúng ta thêm một cái từ khóa. Bây giờ chúng ta thử chạy lại. Chỉ cần thay đổi một cái từ khóa đó thôi, chúng ta sẽ thấy nó sẽ trở thành dog moving và fish swimming. Không còn gọi đến animal moving giống như hồi nãy nữa. Giống như hồi nãy nữa, mà giờ nó đã tự động nó biết được gọi đến cái lớp con. Vậy cái này thì nó có cái lợi ích gì? Cái khả năng gọi đến cái hàm được định nghĩa lại ở lớp con này, nó chính là đa hình. Vậy nó có lợi ích gì? Nó
nó cho phép các bạn mở rộng các cái lớp ra, nó cho phép các bạn mở rộng các cái lớp ra và tự động dùng các cái thành phần được mở rộng đó ra. Thậm chí là kể cả khi mà các bạn viết ra chương trình, các bạn không cần biết cái chương trình của bạn nó sẽ được mở rộng ra tới mức nào. Các bạn giống như khi người ta viết ra cái hệ hệ điều hành Windows, người ta không cần biết, người ta không mà cũng không thể nào biết được là sau này người ta sẽ dùng cái máy tính chạy Windows này với những cái máy in nào, cái màn hình nào, cái cạc màn hình nào, vân vân và vân vân. Làm sao người ta biết được về, bởi vì có thể ngay ngay cái thời điểm mà người ta tạo ra cái hệ điều hành Windows đó, người ta còn chưa người ta cái máy in hoặc là cái màn hình đó nó còn chưa được sản xuất ra. Nhưng người ta có một cái cơ chế để cho phép khi người ta mở rộng ra, khi người ta mở rộng ra thì hệ điều hành Windows sẽ tự động biết được người ta đã mở rộng cái tính năng của một cái thành phần nào đó và tự động dùng một cái thành phần mới đó. Có rất là nhiều cái ví dụ về cái này, có rất là nhiều cái ví dụ về cái này. Ví dụ như là trong một cái dự án mà mình đã làm, trong một cái dự án mà mình đã làm đó là về về data mining, trong đó là dữ liệu nó từ rất là nhiều nguồn, bởi vì khi mà mình có một cái đối tác mới thì họ sẽ có một cái nguồn dữ liệu mới và các cái nguồn dữ liệu đó nó vô cùng khác nhau về mặt cấu trúc, rồi về mặt cái phương pháp để mà lấy dữ liệu nó cũng hoàn toàn khác nhau, cái phương pháp để mình tương tác với cái nguồn dữ liệu nó hoàn toàn khác nhau. Có những chỗ thì kết nối vào một cái FTP server, lấy cái file về rồi đọc cái file đó rồi xử lý. Có những cái chỗ thì lại truy cập vào một cái HTTP để lấy cái một cái gửi một cái request lên. Rồi có những cái thì lại gọi qua một cái web API. Rồi có những chỗ thì phải nằm im đó và chờ người ta post dữ liệu tới. Bản thân cấu trúc của những cái dữ liệu đó nó cũng hoàn toàn khác nhau. Cái thì nó đã có cấu trúc JSON sẵn, cái thì nó là file Excel, cái nó là file text, rồi vân vân và vân vân, rất là nhiều thứ. Thì khi khi mà mình viết ra khi mà mình viết ra cái phần mềm đó đi, thì làm sao mà mình biết được là sau này mình sẽ làm việc với ai? Mình không thể biết được. Làm sao mình biết được là cái cấu trúc dữ liệu mà mình sẽ phải phân tích đó nó như thế nào, mình cũng không biết được luôn. Cho nên mình sẽ, trong trường hợp đó, lấy ví dụ thôi nha, trong trường hợp đó mình sẽ phải phân tích ra và xem là có những cái thao tác nào mà sau này nó có thể sẽ được mở rộng ra, và mình mong muốn rằng khi nó được mở rộng ra đó thì mình phải có khả năng sử dụng cái phần mở rộng ra đó, phần mở rộng đó. Ví dụ như trong cái bài toán của mình, nếu mình nói riêng về nếu mình nói riêng về cái phần lấy dữ liệu đi, thì trong cái bài toán của mình sẽ cái câu mô tả đơn giản nhất của mình là gì? Là hệ thống kết nối và đọc dữ liệu. Đọc dữ liệu từ một cái nguồn dữ liệu nào đó.
phải không? Mình phải cố gắng mô tả nó ở một cái mức khái quát nhất. Đừng đừng có viết, đừng có nói là đọc dữ liệu từ Excel, học dữ liệu từ đâu đó, nó không có đủ, nó không có đủ khái quát ha. Như vậy á thì các bạn sẽ biết được rằng á, là phải có một cái gì đó đại diện trong hệ thống của bạn nó làm cái việc này, nó làm cái việc này. Vậy thì đừng, các bạn có một cái trong ở đây, các bạn sẽ có một cái là gì, là nguồn dữ liệu. Các bạn sẽ có một cái là một cái trong hệ thống của bạn nó sẽ phải có một cái data reader. Cái data reader đó nó sẽ có một cái gì? Nó sẽ có một cái phương thức là đọc. Các bạn thấy nó đủ khái quát không? Tôi sẽ có một cái lớp là data reader, trong đó nó sẽ có một cái phương thức là đọc. Sau này tôi sẽ đọc từ Excel, ví dụ như vậy, một file Excel. Thì tôi sẽ có một cái lớp là Excel Data Reader. Cái Excel Data Reader này nó sẽ thừa kế từ cái Data Reader. Khi các bạn suy nghĩ, các bạn phải cố gắng nghĩ ở một cái mức khái quát cao nhất. Nếu các bạn có một cái là JSON Data Reader nữa thì các bạn cũng có thể thừa kế từ đây luôn. Khi cái system của bạn nè nó có một cái object, cái hệ thống của bạn á, tất cả những cái phần còn lại ngoài cái data reader này, tất cả những cái thành phần nào ngoài cái data reader này nó chỉ nên biết về cái data reader thôi, nó đừng có biết về Excel data reader, nó đừng có biết về JSON data reader. Như vậy có phải là các bạn đã tạo ra được một cái layer ở đây không? Một cái data reader. Reader, xem nó thì viết thành chữ D tiếng Việt. Thực ra là viết rồi. Đây là system của bạn. System này đại diện cho tất cả những cái gì còn lại. Bên này sẽ có Excel data reader, sẽ có JSON, vân vân. Tất cả những cái gì bên trong đây nó chỉ nên biết đến cái data reader thôi. Và tất cả những cái gì bên đây nó chỉ cần thừa kế từ cái data reader này mà thôi. Sau này tất cả những cái gì bạn thêm vào bên này, tất cả những gì bạn sửa bên này không ảnh hưởng đến bên này. Tất cả những cái gì bạn làm bên này, tất cả những cái gì bạn thêm vào bên này đều không ảnh hưởng đến bên này. Nhưng tất nhiên chúng ta sẽ muốn đó rằng khi system gọi, bởi vì chúng ta biết là bên này nó không biết gì về bên bên phía bên trái này, nó không biết gì về phía bên phải, cho nên nếu chúng ta có một cái biến là data reader dr, ví dụ như vậy, khi chúng ta gọi đến, chúng ta đã tạo ra một cái dr, một cái object thuộc JSON hoặc là Excel, chúng ta muốn gọi dr tới read, thì tất nhiên chúng ta muốn rằng cái read đó nó sẽ phải là cái read của Excel hoặc là của JSON, tức là cái hàm, cái thành phần, cái hàm read
mà nó đã được định nghĩa lại bởi Excel hoặc JSON Data Reader. Chúng ta không muốn rằng cứ mỗi lần trong từ cái system này gọi read thì nó cứ toàn gọi đến cái read của cái Data Reader. Sau này chúng ta tạo nên những cái lớp mới, những cái lớp reader mới đó, nó có thể được tạo ra bởi một cái đối tác thứ ba, nó có thể tạo ra bởi một ai khác. Đó, chúng ta chỉ việc gắn nó vào trong cái hệ thống này thì tự động system sẽ dùng được đúng cái hàm read của cái lớp mới đó. Đó. Muốn như vậy thì chúng ta sẽ phải để cho cái hàm read đó nó là virtual. Ngược lại thì nó sẽ cứ toàn gọi đến cái hàm read của lớp trà. Tới đây các bạn đã hiểu được vì sao mà chúng ta cần nó chưa? Nếu mà các bạn chưa hiểu á thì thôi cũng kệ các bạn, mình vẫn cứ nói tiếp. Đấy, với cái ví dụ ở đây, cũng cái bài bài tương tự như vậy ha. Giờ mình copy bên này, copy sang đây, dịch đi dịch đi. Ồ, dịch được. Được quá. Bây giờ mình bỏ lại, bỏ cái chữ này đi. Được quá. Được. Quay lại với cái code assembly này, các bạn sẽ thấy nó khi nó dịch ra, các bạn lưu ý một điều là cái code s các bạn lưu ý một điều là cái chương trình này khi nó dịch là nó đã tối ưu rồi, tức là những cái thành phần nào mà chúng ta không dùng đến là nó sẽ bị xóa đi, nó sẽ không có dịch về mã máy, mã assembly. Ở đây các bạn sẽ thấy khi các bạn nhìn vào cái chương trình này, các bạn sẽ thấy cái hàm animal read. Hồi nãy mình sửa lại move thành read. Đây là hàm animal read. Các bạn sẽ không thấy cái hàm dog read hoặc là fish read đâu hết. Khi các bạn gọi, chúng ta cũng sẽ thấy gọi đến animal read. Đây là cái câu lệnh mà gọi đến read của dog này thì nó vẫn gọi đến animal read, và câu lệnh tương tự là gọi đến read của fish thì nó vẫn là animal read. Điều này thì cũng đơn, cũng dễ hiểu thôi, bởi vì nó nhận ra rằng là a thì là animal cho nên nó gọi đến animal read. Bây giờ chúng ta sẽ thêm vào. Các bạn sẽ thấy chương trình nó được dịch ra khác hẳn. Không còn cái animal read đâu nữa. Chúng ta chỉ còn thấy dog read và fish read thôi. Ở cái lời gọi tới dog read, các bạn sẽ thấy nó khác đi một chút. Ít nhất thì các bạn sẽ thấy nó dài hơn, nó không còn gọi một cái lời gọi đến animal read nữa. Ở đây các bạn sẽ thấy nó vẫn còn ở lệnh call, tức là lệnh gọi 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 một cái thủ tục, một cái hàm. Cái lời gọi đó thì nó được
cái địa chỉ của cái lời gọi đó nó không còn là một cái địa chỉ cứng đến animal read hay dog read hay là fish read nữa, mà nó chứa trong một cái biến là một nó chứa trong một cái thanh ghi là RDX. Cái RDX này nó sẽ được nạp vào dựa trên cái địa chỉ của cái hàm dogread. Tương tự cái lời gọi này nó cũng được nạp vào dựa trên lời gọi đến fish read. Hai cái các bạn có thể thấy là thật ra ở đây mình sẽ chỉ giải thích ngắn gọn thôi, bởi vì mình đã có một cái bài viết về cái này ở trên trang đào Hải Nam.com rồi. Các bạn cứ vào trong cái phần, các bạn cứ vào trong cái phần 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 lập trình huấn lý tượng, mà cái bài về đa hình, bài 2 về đa hình thì sẽ có một cái hướng dẫn, một cái bài viết kỹ hơn nhiều về cái này. Bởi vì ở đây nếu mà các bạn chưa biết gì về assembly thì bây giờ mình có nói nó cũng chỉ làm các bạn rối thêm thôi. Nhưng mà các bạn chỉ đơn giản hiểu như thế này, đó là khi chúng ta thêm cái này vào thì các bạn sẽ không còn thấy animal read xuất hiện, cái hàm animal read xuất hiện ở trong trong cái lệnh được dịch ra nữa, mà thay vào là đó là fish read và dog read. Và khi nó gọi, nó sẽ gọi thông qua các cái bảng. Ở đây mình sẽ thấy các cái bảng vtable. Và nếu như sau này các bạn thêm một cái lớp mới vào đó nữa, thêm một cái lớp mới vào, thì bản thân cái lớp đó, cái lớp ví dụ như ở đây các bạn có dog, các bạn có fish, các bạn có cat, thì thêm cái lớp mới đó các bạn sẽ cái lớp nó cũng sẽ có một cái bảng. Và cái bảng đó, trong cái bảng đó nó sẽ chứa cái địa chỉ của cái hàm read mà các bạn định nghĩa lại. Và ở trong chương trình của bạn, khi các bạn gọi đến, nó sẽ không có gọi trực tiếp cái hàm đó, mà nó sẽ dò trên cái bảng đó của cái object mà các bạn đang đang gọi đến, và nó gọi dựa trên cái hàm đó. Mình sẽ mô tả bằng hình ảnh cho nó dễ hiểu ha. Khi các bạn thêm thêm cái từ khóa virtual vào thì cái lớp đây là cái lớp animal. Nó có cái hàm move. Nhưng ngoài ra nó sẽ có thêm một cái bảng, nó nằm ở một cái vị trí cho trước, cho trong ví dụ này mình sẽ cho nó nằm ngay đầu để cho nó dễ. Cái bảng đó mình gọi nó là bảng vtable. Cái bảng đó nó sẽ nằm ở một vị trí cố định bên trong animal. Nè, ví dụ như nằm ngay đầu luôn. Trong đó nó sẽ chứa địa chỉ đến các cái hàm virtual. Bất kỳ cái hàm nào được đánh dấu bằng từ khóa này thì nó đều lưu địa chỉ vào. Bởi vì ở trong cái lớp animal của mình chỉ có một cái hàm đó thôi. Cho nên chúng ta sẽ chỉ cái bảng này, nó chỉ có một dòng. Và trong đó nó sẽ chỉ tới cái địa chỉ của, nó sẽ là một cái con trỏ chỉ tới địa chỉ của cái hàm move ở đây. Khi các bạn tạo một cái lớp mới là lớp dot, thì vì dot nó cũng là animal, nó thừa kế từ animal giống như hồi nãy mình có nói, cho nên là cái phần đầu của dot nó cũng chính là animal. Và mình có định nghĩa lại, mình có override lại một cái hàm move ở đây
Moon này là của Dog, Moon này là của Animal. Nó cũng có cái bảng V-table y chang như 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 Animal, bởi vì nó cũng chính là phần đầu của nó cũng chính là Animal mà, cho nên nó cũng có cái đó. Nhưng cái trong cái bảng đó cấu trúc hoàn toàn giống với Animal, nhưng trong bảng đó cái giá trị nằm ở vị trí, cái giá trị trong cái bảng đó nó sẽ không còn là địa chỉ của cái hàm move cũ mà là địa chỉ của cái hàm move của đó. Như vậy thì cấu trúc nó y chang, nhưng ở đây nó ví dụ như ở đây nó có số 100, nếu nếu cái hàm này nằm địa chỉ 100 thì trong đây nó sẽ không còn là 100 nữa mà nó là 200. Giả sử địa chỉ của move đây là 200, khi người ta gọi, khi cái chương trình của các bạn gọi a tới move thì cái chương trình dịch đó, nó sẽ không dịch ra thành là lời gọi trực tiếp đến cái animal move nữa như trước đây, mà nó sẽ dịch ra thành, mình lấy một cái ví dụ, mình viết theo cái kiểu C cho nó, cho các bạn dễ hiểu. Nó sẽ dịch thành là lấy một cái biến P bằng địa chỉ của bằng V-table thứ không. Thứ không này chính là cái mục đầu tiên, ở đây mình chỉ có một mục thôi, cho nên mình lấy địa chỉ của cái hàm từ bảng V-table, hay nói, hay ở đây đây à tới V-table thứ không, được lấy địa chỉ của cái mục thứ không trong bảng V-table của A vào B, đưa vào P, sau đó mới gọi tới hàm P, mới gọi tới cái hàm mà chứa ở cái vị trí của P, mình viết như thế này đi, mới gọi tới cái hàm mà có địa chỉ nằm trong P. Như vậy thì nếu như A này đang trỏ đến một đối tượng thuộc Dog thì cái V này nó sẽ bằng 200. Nếu như nó sang một cái fish khác, một cái nếu nó trỏ đến một cái đối tượng thuộc lớp fish thì có thể nó sẽ bằng 210. Ví dụ như vậy. Thì khi đó tương ứng với cái giá trị nằm trong cái này thì cái hàm ở vị trí tương ứng sẽ được gọi. Và hàm đó nó sẽ là cái hàm, bởi vì chỉ có dog mới biết được cái hàm đó nằm ở đâu, chỉ có fish mới biết được cái hàm mà nó tái định nghĩa nằm ở đâu, cho nên khi đó nó sẽ đặt cái địa chỉ chính xác vào trong cái bảng v-table. Fish cũng đặt địa chỉ chính xác của hàm move, nó override lại vào trong v-table, và khi người ta gọi, người ta chỉ việc lấy cái địa chỉ đó ra là người ta biết được cái hàm đó ở đâu, và người ta gọi thông qua cái địa chỉ đó. Người ta không gọi đến một cái địa chỉ cố định của animal.move nữa. Đó là cái cách mà người ta, đó đó là cái cách mà đa hình nó được thực hiện. Đa hình nó giúp cho các bạn có thể mở rộng ra một mở rộng cái hệ thống ra. Đa hình nó giúp cho các bạn có thể, nó chính là cái tính chất mà giúp cho các bạn có thể tạo nên một cái hệ thống, để tạo nên một cái hệ thống mà nó có cái tính trừu tượng. Bởi vì khi các bạn có thể hiểu như thế này, khi các bạn tạo ra cái lớp animal, các bạn gọi một cái hàm thuộc lớp animal, nhưng các bạn không cần quan tâm thực sự A này nó đang trỏ tới fish hay đó, thực sự cái move này nó được định nghĩa như thế nào, các bạn không cần quan tâm đến cái đó. Như vậy có phải là các bạn đã làm cho nó trừu tượng, làm cho cái lời gọi này nó trở nên trừu tượng hơn không? Và trừu tượng
nó chính là một trong những cái yếu tố rất quan trọng khi các bạn thiết kế các cái hệ thống, bởi vì nó giúp cho các bạn có thể tách bạch các cái thành phần ra. Các bạn có thể tách biệt cái việc gọi đến cái hàm mưu này với lại cái việc các bạn với lại các bạn việc các bạn implement nó. Các bạn có thể tách biệt hẳn nó ra, cái việc dùng, cái việc implement nó như thế nào. Các bạn chỉ cần có một cái cơ chế để các bạn gắn nó lại với nhau mà thôi. Giống như cái trò chơi Lego vậy đó. Các bạn không cần biết được, không cần biết là các bạn đã sắp xếp tới đâu, các bạn không cần biết là cái khối đó nó có hình gì, miễn sao các cái cấu trúc để mà nó gắn kết với nhau nó được thiết kế một cách đồng nhất thì các bạn hoàn toàn có thể gắn hai cái viên Lego lại với nhau mà không có vấn đề gì. Mình cũng vừa mới nhắc đến cái sự trừu tượng. Thì cái tính trừu tượng này á, nó nếu mà các bạn đọc những cái sách mà khoảng 20 năm trở về trước thì các bạn sẽ không nhìn không thấy nó nói về cái tính trừu tượng này. Cái tính trừu tượng này nó người ta có lẽ là nó được phát minh ra, gọi là phát minh thì nó hơi hơi quá, nhưng mà nói chung là nó xuất hiện cùng với cái khái niệm interface. Nó đẩy cái việc thiết kế trừu tượng lên một cái mức cao cao hơn. Khi mà các bạn viết khi khi các bạn làm việc với lập trình hướng đối tượng á, thì các bạn muốn luôn muốn thiết kế các cái lớp sao cho nó tách biệt hẳn ra, sao cho các bạn sao cho các cái thành phần nó có thể độc lập được với nhau. Các bạn thiết kế nó càng độc lập bao nhiêu, các bạn sẽ có một cái thiết kế tốt bấy nhiêu. Các thành phần càng gắn chặt với nhau bao nhiêu, thiết kế của các bạn càng tệ bấy nhiêu. Bởi vì sao? Bởi vì khi đó các bạn sửa đổi một cái thay đổi trong chương trình của bạn, nó sẽ kéo theo rất là nhiều những cái thay đổi khác. Nó có thể là những cái thay đổi kéo theo đó, nó có thể là những cái thay đổi mà các bạn có thể nhìn thấy. Ví dụ như là khi các bạn sửa một cái thành phần nào đó, các bạn buộc phải dịch lại, các bạn phải sửa lại các cái thành phần khác, các bạn phải dịch lại chương trình. Đó là những cái thay đổi mà các bạn có thể nhìn thấy, nhưng nó cũng có thể là những cái thay đổi của các bạn không thể nhìn thấy. Và chỉ đến một lúc nào đó khi mà các bạn chạy chương trình thì các bạn mới nhận ra là nó đã bị sửa đổi, nó đã bị sai ở đâu đó. Ví dụ như một cái biến trước đây nó không nó không được phép null, hoặc là nó được phép null, sau này người ta sửa lại và bên trong nó không được phép null, ví dụ như vậy, thì một cái phép nó có thêm một cái phép kiểm tra nào đó bên trong nó, trước đây không có, bây giờ mới có, và trước đây nó với một cái tập dữ liệu nào đó trước đây nó chạy không lỗi, nhưng bây giờ có thể nó sẽ bị lỗi, và các bạn sẽ không thể nhận ra được cái điều đó cho đến khi code của bạn chạy lên đó. Thì một cái thiết kế tốt nó sẽ giúp cho các bạn tách các cái thành phần ra, và những cái lỗi nếu nó có xảy ra nó sẽ không có bị lan truyền đi. Cái việc sửa đổi, cái việc maintain giữ cái code nó cũng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Cái phần đa hình này là cái phần khó hiểu nhất, và các bạn sẽ cần phải học nó nhiều nhất và cố gắng làm sao để hiểu rõ, hiểu thấu đáo tất cả những cái gì trong cái thành phần này, trong cái này của nó. Ba cái còn lại bao gồm cả cái trừu tượng mà mình chuẩn bị nói, nó đều tương đối dễ hiểu. Thừa kế cũng vậy, đóng gói như vậy. Mình sẽ nói luôn về cái trừu tượng. Trừu tượng.
Các bạn biết tại sao mà mình phải viết cái tiêu đề ra không? Đó là vì khi mình viết như thế này thì mình mới tranh thủ mình suy nghĩ luôn, chứ còn không thì mình không biết là phải nói cái gì, bởi vì nó đơn giản quá, nó dễ hiểu như thế này mà tại sao các bạn lại thấy nó khó. Trừu tượng nó cho phép các bạn nó cho phép các bạn trừu tượng hóa, bởi vì thực ra nó rất là khó để mà giải thích. Nôm na là như thế này. Các bạn đã được học về cái interface rồi. Interface. Các bạn cũng biết là các cái interface trong ví dụ như trong Java hoặc là trong 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 C#, nó cho phép các bạn định nghĩa những nó cũng tương tự như các cái lớp, nhưng nó không có khai báo cái thân của các cái function, các cái method. Các bạn chỉ liệt kê ra những cái method mà cái interface đã cung cấp. Một, các cái interface đó, nó cho phép các bạn khai báo một danh sách những cái chức năng mà một cái khái niệm nào đó cung cấp. Thôi cứ tạm tạm nói như vậy đi. Một một cái interface nó chỉ cái khái niệm, vì sao mình ở đây mình nói về interface nhiều, bởi vì cái khái niệm interface này nó gắn chặt với cái abstraction. Một cái interface nó là một cái bảng danh sách những chức năng mà một cái interface nào đó cung cấp, một cái khái niệm trừu tượng nào đó cung cấp. Nó giống như là một cái bản cam kết ấy, là nếu như ai đó, nó không cần quan tâm đó là ai, nó không cần quan tâm đó là cái lớp nào, nhưng nếu đó là một lớp đã implement cái interface đó thì chắc chắn nó sẽ phải có những cái chức năng này, chức năng 1, chức năng 2, chức năng 3, chức năng 4. Khi mình dùng cái lớp đó, mình cũng không cần quan tâm nó là cái lớp gì, mình chỉ cần quan tâm nếu đó là cái lớp đã implement cái interface này rồi thì chắc chắn nó sẽ phải có những cái chức năng này và nó làm việc như thế này, đúng y như cái cách mà đúng y như cái cách mà cái interface đó nó cam kết. Nó cam kết, nó giống như là một cái bản hợp đồng giữa cái người sử dụng và cái lớp implement đó vậy. Nếu đã implement interface này thì chắc chắn sẽ có những chức năng này. Vậy thôi nha. Còn ai implement không quan trọng. Một cái lớp nó có thể implement nhiều interface, không hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Không ai quy định là một lớp thì phải implement bao nhiêu interface, hay là một lớp thì nên có bao nhiêu interface. Không ai nói định nghĩa về cái việc đó. Tuy nhiên khi nó implement cái interface nào thì nó phải cung cấp đúng đầy đủ những cái chức năng mà cái interface đó định nghĩa ra. Như vậy thì chúng ta quay lại với cái ví dụ về data reader này. Ở đây chúng ta có thấy là khi chúng ta dùng thì chúng ta buộc phải dùng một cái class cụ thể là Excel data reader hay JSON data reader. Chúng ta không thể nào nói rằng chúng ta đọc
từ một cái data reader chung chung được. Khi chúng ta không thể nói là bây giờ chúng ta chạy với một cái data reader mà chúng ta không biết cái data reader đó cụ thể nó là cái gì được. Chúng ta buộc phải nói rõ nó là Excel hay là JSON. Như vậy rõ ràng cái lớp data reader này tuy nó có cái hàm read, nhưng thực sự là chẳng bao giờ dùng người ta sẽ chẳng bao giờ có data reader dr và dr.read cả, bởi vì là bản thân data reader nó cũng chỉ là một cái khái niệm chung chung thôi. Nó không có phải là một cái khái niệm cụ thể. Chúng ta buộc phải nói là dr bằng ví dụ như new Excel data reader thì được. Chúng ta không thể nói rằng bằng new data reader được. Như vậy ở đây ta thấy cái read này nó chỉ là một cái chức trong cái data reader, thì read chỉ là một cái chức năng mà data reader nó cam kết sẽ cung cấp. Nó không thể là một cái đối tượng cụ thể được. Nó chỉ là một cái chức năng mà data reader cam kết sẽ cung cấp, giúp cho khi system gọi đến thì system được đảm bảo rằng bất kỳ cái object nào mà thừa kế từ data reader thì đều sẽ có cái phương thức là read. Chúng ta chỉ đang cố gắng tạo ra một cái lớp trừu tượng nằm ở giữa. Cái data reader này nó chỉ là một cái lớp trừu tượng nằm ở giữa system và Excel. Nó giúp phân tách cái hệ thống này ra làm hai, một cách đơn giản nhất, một cách trừu tượng nhất. Bản thân cái data reader nó không làm gì hết. Như vậy ở đây thay vì chúng ta tạo ra một cái lớp data reader thì chúng ta sẽ có một cái interface là iDataReader. Mình thường đặt các cái interface là có cái tiền tố là i, có chữ i ở đầu interface, và cái interface này nó chỉ khai báo ra rằng nó có cái hàm read. Vậy là xong. Chúng ta, bởi vì bây giờ mình, nếu chúng ta muốn viết cái nội dung của cái read ra, chúng ta cũng chẳng biết viết cái gì, bởi vì chúng ta đâu có biết là đọc từ đâu. Được chưa? Và Excel Data Reader, JSON Data Reader chỉ việc đơn giản là implement cái iData Reader này là được. System chỉ cần biết rằng nếu đó là một cái object thừa kế từ iData Reader, implement cái data reader, thì chắc chắn nó sẽ phải có cái hàm read, và chắc chắn là chúng ta có thể gọi cái hàm read này để đọc một cái bản ghi dữ liệu vào. Mặc dù chúng ta cũng chẳng cần biết, chúng ta cũng chẳng biết là thực sự nó đọc bằng cách nào, nó đọc từ đâu, nó đọc từ cách, bằng cách nào, chúng ta hoàn toàn không biết. Chỉ cần biết rằng nếu chúng ta gọi read thì nó sẽ trả về một cái bản dữ liệu theo đúng quy định mà cái iData Reader nó định nghĩa. Đó chính là cái tính trừu tượng. Tính trừu tượng nó giúp cho các bạn có thể thiết kế lên những cái hệ thống mà các cái thành phần có thể độc lập với nhau, cái sự gắn kết giữa các cái thành phần nó ít chặt chẽ, và nó càng ít chặt chẽ thì những cái thay đổi của các bạn nó càng ít lan truyền, những cái lỗi của bạn nó càng ít lan truyền, và cái hệ thống của các bạn nó càng dễ được bảo trì, nó càng dễ bảo trì.
Tóm tắt lại thì chúng ta có thể thấy rằng cả bốn cái tính chất này nó sẽ hỗ trợ cho nhau. Các bạn, cho nên đó là lý do tại sao mà tôi nói là các bạn không nên cố gắng đọc cho hiểu từng tính chất một, mà các bạn nên đọc các bạn nên đọc toàn bộ cả cả bốn cái, rồi các bạn làm bài tập, các bạn không hiểu các bạn lại đọc lại, rồi mỗi lần các bạn đọc lại như vậy á, thì các bạn nên đọc hết toàn bộ, hoặc là các bạn phải đọc hết những cái phần các bạn chưa hiểu, đừng đừng có đừng có đọc cố gắng mãi mà vẫn không hiểu được tại sao mà chúng ta phải dùng đề hình. Rồi khi nào cố gắng hiểu cho xong thì mới sang cái phần khác. Một cái quan trọng nữa để khi các bạn học đó, đó là các bạn phải làm bài tập, các bạn phải viết ra một cái project đủ lớn, đủ phức tạp thì các bạn mới gặp những cái vấn đề mà các vấn đề các bạn muốn giải quyết, và các bạn mới lúc đó các bạn mới thử áp dụng những cái chúng ta đã học ở trong trong lập trình hướng đối tượng vào. Các bạn có thể thấy đến một lúc nào đó khi các bạn có 10 cái lớp tương tự nhau chẳng hạn, thì các bạn mới bắt đầu nghĩ ra rằng mình mỗi lần mình sửa nó mất công quá, cho nên đó thì ra là người ta đã làm ra thừa kế và đa hình để giải quyết cái vấn đề mà mình gặp ở đây. Nếu mà mình biết trước cái vấn đề đó rồi thì mình thiết kế nó theo cái cách người ta nói thì có thể là bây giờ mình đã không phải sửa chữa, mình đã không phải sửa nhiều cái lỗi như thế này, vân vân và vân vân. Đáng lẽ là mình định làm một cái video về từng cái tính chất một, nhưng mà làm như vậy thì khi các bạn học á, nó sẽ bị tách rời các cái tính chất ra, và các bạn cũng sẽ lại cảm thấy khó hiểu, giống như mình vừa mới nói là khi các bạn đọc thì các bạn phải đọc hết một lượt. Thôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và nhớ đọc lại các cái bài về lập trình hướng đối tượng trên trang đầu hệ 5.com. Cố gắng các bạn thử tham khảo code của mini web server, xem trong đó mình đã dùng các cái interface như thế nào, vân vân và vân vân. Và nếu được có thể nhớ thêm một sao vào cho nó. Cảm ơn các bạn.